giới thiệu các bác cặp loa AR Liên Doanh dòng hát karaoke. Dòng này hát rất là hay. 325 khoảnh rất là gấu. Nó là hàng Liên Doanh, hàng mới. Đây để em cho các bác nhìn đằng sau hậu loa. Đây AR308 Liên Doanh. Con này hát rất là hay, khoảnh mạnh. Nó không khác gì dòng Martin kia cả. Rất là giống dòng Martin kia về cấu hình. Đây là Martin. Rất nhiều anh em mua bên em rồi. Để chơi dòng này đánh giá rất là tốt. Martin thì 2.9 triệu, 3 triệu một cặp. Còn AR kia thì khoảng 3 triệu, 3.2 triệu một cặp. Các bác có nhu cầu thì alo cho em, số đây, địa chỉ đây, các bác chụp ảnh màn hình vào giúp em. Tiếng những cái dòng loa này hoành rất là tốt đấy. Các bác chơi hoành giá rất là cao, tầm tiền, hát hò rất là ổn.